Chào khán giả từ quay. Cô tên Đỗ Thị Đinh, năm nay cô 61 tuổi. Cô ở từ Bình Phước, Lộc Ninh. Lộc Ninh, cô là quê gốc ở đâu nhỉ? Ở Huế. Xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Linh Lộc. Em tên là Trần Thị Dung, năm nay em 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại ở Bình Dương. Em làm dâu mẹ được 11 năm rồi. Wow. Mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ, em có hai bé gái. Wow. Dạ, một bé năm nay 10 tuổi, một bé 2 tuổi rưỡi. À. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô ấn tượng gì? Thằng con trai bị ngay đó điện về nói là mẹ ơi tụi này con giật bà gái về chơi. Thì cô nói con giật về đi. Thì cô để lo bữa cơm chiều. Thì tụi hai đứa nó giật về thì cô thấy dễ thương, thấy mập mạp. Rồi còn một đào nữa là cô thích. Thích ngay từ lúc đầu luôn luôn hả? Thích lúc đầu. Không biết là chị có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Lúc đầu mới quen anh thì anh cũng nói là mẹ khó lắm, nóng tính lắm, mẹ nói nhiều lắm. Nhưng mà khi em gặp mẹ thì thấy mẹ trắng trẻo, mập mạp, mà nhìn mẹ còn trẻ lắm. Mình tiếp xúc với mẹ thấy mẹ hiền, gần gũi lắm, thân thiện lắm, thấy hòa đồng nên em cũng không có gì phải sợ hết. Lần đầu tiên gặp mẹ là đúng là dịp trung thu, thì em cũng có mua sang cho mẹ một hộp bánh trung thu. Mẹ nói trời ơi con mua này làm chi, mấy cái này ăn dở lắm mà mắc lắm à. Mua làm chi, nói vậy à, nhưng mà vẫn lấy. À. Khi về làm dâu đó cô, thì con dâu có làm tròn trách nhiệm của mình không? Tốt lắm, nó đảm đang gia đình và ngoài xã hội, chị nó lo hết luôn. Cô thấy hợp điều gì nhất với con dâu của mình? Hợp điều gì? Hợp đi sắm, đi chợ, đi làm đẹp, ăn uống. Hợp hết luôn. Mẹ dễ lắm. Nấu cái gì ra, ví dụ mẹ không thích á, thì mẹ nói ừ cái này không ngon lắm con. Nhưng mà thấy cũng bình thường à, với lại mẹ tính mẹ thoải mái lắm. Mẹ nói xong rồi là mẹ thôi chứ mẹ không có để bụng để dạ gì hết á. Dễ lắm, nên cuộc sống thấy thoải mái đó. Nhẹ nhàng đúng không? Dạ, nhẹ nhàng thoải mái đó. Nhưng vậy thì có điểm nào không hợp nhau không chị? Dạ cũng có chứ. Tại vì cái tính của mẹ là mẹ cũng hay nói, hay cầu nhau lắm. Giống như kiểu là cái này cái kia mà không vừa ý người khác nhưng mà cứ cầu nhau với em không à. Con cái lì hay là chồng gì mà đi ăn nhậu suốt ngày nhưng mà có mặt á thì lại không nói với người đó. Mà cứ nói qua em thôi, em đâu làm được cái gì đâu mà cứ nói với em, chị không biết nữa. Thấy rằng mẹ có một nơi để chia sẻ đó. Dạ. Thấy cái con dâu này hợp với mình, thành anh muốn chia sẻ thôi chứ không phải là cầu nhau đúng không cô? Có nào may mắn em không? Không, đối với em thì cái gì mẹ cũng nói tốt hết trơn á. Thương, tại thương con. À? Bởi vì cô có một thằng à, là cô thương con, thương dâu, thương cháu. Cô thương lắm, cái gì cũng được cô bỏ qua hết á. Về việc chăm em bé á chị, hai mẹ con mình có hợp với nhau không? Dạ cũng có, nhưng hồi đợt em sanh con bé đầu á, thì bà chăm kỹ lắm. Lần đi tắm nắng, có bữa đi tắm nắng rồi. Thấy người ta đi ngang qua, thấy đang nằm trong nhà mà thấy mẹ ẩm cháu chạy vào đường giật vô hỏi sao vậy mẹ? Có người đi ngang qua ẩm nó vô, còn nữa người ta nhìn thấy người ta của rồi bệnh hoạn này kia nữa. Kỹ lắm, sợ người ta thấy cháu mình nói ừ mũi đẹp hay mắt đẹp vậy, bà cử cái đó không mà. Kỹ lắm. Còn gì mà cô chưa hài lòng với con dâu của mình không? Có, nó chiều chồng, chiều con. Cái gì nó về nó làm hết, con muộn gì cũng được. Tiền con đi học mới có 5 tuổi thôi, bỏ trong bóp 5-600-700. Rồi còn chồng nhậu về kêu gì làm lại cô thương cô xót. Tại vì nhiều khi con nó cũng lớn rồi, học lớp 5 rồi mà anh chị. Thì nhiều khi mình bận rộn mình mất đi con làm đi đồ không đâu có gần gũi con được. Nên là cho con tiền giống người. Ví dụ như thầy giáo ở nhà trường có biểu đóng tiền gì á, thì con có tiền con đóng, hoặc là thiếu sót gì trong đồ dùng học tập thì con cũng có cái con mua. Tại con nó cũng là con gái mà nó cũng biết suy nghĩ, cũng biết giữ tiền rồi. Nên em thấy cái đó cũng đâu có gì đâu. Cô không bạc lọc về cái đó. Không bằng lòng đó. Không bằng lòng. Cô bằng lòng là con đi học, thầy giáo cần gì, đưa dạy về cho mẹ, ba, đóng. Còn cho con đi học một ngày bao nhiêu, 20, 10 ngàn, chứ vậy thôi. Nó học nhiều, nó tiền nhiều, nó sai nhiều. Rồi mai một cha mẹ không có tiền, nó không học nổi. Là cô không hài lòng. Vì đứa bé cho chơi điện thoại, cô cũng không đồng ý. Thôi vì nhiều khi em mắc làm này làm kia, nó còn nhỏ mà. Nhiều khi đáng nấu ăn ở dưới bếp hay là dọn dẹp đi, nó cứ xuống nó ôm cái chân hoài làm sao mà làm được. Thì chỉ có lúc đó thôi, là em bận làm này làm kia thì em mới cho con chơi. Dạ. Nhưng mà mẹ cũng nghĩ đúng á, tại cho con chơi điện thoại hoài nó không có tốt đâu. Dạ. Ha? Mà con còn nhỏ quá, đưa tiền con sớm thì cũng không tốt lắm. À, cái này thì mỗi người sẽ nhịn chút xíu.
Ví dụ mình có cho tiền con này tránh tránh khi mà không có bà già cho. Nhưng mẹ cái chầu đôi nó bẹt mình bẹt đôi mẹ con cho con tiền bao nhiêu đó mẹ bọc ra để nó khoe nhỏ dở quá. Em thấy là cho nhiều nguy hiểm lắm chị. Tại vì nhiều khi đi học á bạn bè rồi ăn cắp rồi bị người ta dụ dỗ đó. Tại vì ta thấy mà con nít giữ tiền nhiều cũng không tốt, nó theo dõi rồi nó này kia nữa, nó dắt đi luôn á. Chứ còn đầu năm học thôi nè, em sợ nhiều khi cha mẹ không có thời gian. Chiều chồng không? Chiều chồng có cho tiền chồng không? Không, chồng làm ra tiền. Và chiều chồng là thì vô đi nhậu bạn bè ba con gì về say. Em ơi, đói quá. Bên tô cơ. Em ơi, khát được quá. Ca thà đá. Rồi ăn xong vứt ra ngủ. Thì con thủi làm phần con dài nữa, hai đứa nữa. Nói xót, nói với con á. Sao con ăn nhậu vừa con ăn nhậu nhiều con. Mẹ thấy vợ con tội á. Chuyện phải chuyện của mẹ. Cũng buồn, cũng tức. Chỉ con lúc tôi lắm quá thôi. Chứ còn bình thường thì giống như em đi làm về trễ thì anh cũng tự đi chợ, tự nấu ăn, tự làm hết luôn. Con cái này kia hết nên em thấy mọi thứ cũng dâu, bình thường thôi chứ không có gì hết. Lo dâu phục vụ chồng quá mệt. Tức là cô thương con dâu vậy thôi, cậu con dâu thôi. Nhưng lâu lâu cũng chiều một lần thôi. Dạ, lâu lâu anh xịt quá là anh đi không nội thì mình cũng làm. Nhưng mà đúng là con dâu nó đâu bực đâu, cô bực. Cô chồng cô ghẹt lắm. Chồng cô không bao giờ cô chiều. Chứ nói chung mẹ chồng là thương con dâu mà chỉ sợ lo cho con dâu thôi. Nhưng mà nói hoài nhiều khi con dâu cũng bực đúng không? Thì đó, nói hoài à, cằn nhằn người này để nói người này người kia nói suốt luôn á. Làm mẹ chồng cũng khổ ha. Khổ. Mình không quan tâm với con dâu thì con dâu nó nói. Mà mẹ chồng không quan tâm. Mà mình quan tâm quá mức thì nó bực, nó nói chuyện tôi không lo, bà lo. Có bao giờ con dâu làm gì cô buồn cô? Có. Có luôn. Có. Lúc mà nó sinh mẹ đau ra thì cô nuôi đẻ, thì về cô lúc đó thuê nhà Sài Gòn cô ở, thì nó về thì cô nuôi là tròn quá, chỉ xui anh xui vào thăm và bà xui sáng ngày và bưng cái thau đồ của bẻ bà giặt cô không cho, cái được 6 ngày là bà xui về, cô ở nhà cô vẫn nuôi dâu bình thường, không biết ngày đó dâu nó buồn về cái chuyện gì không biết, nó dò nó kể chuỗi nó quẹt dọn nhà cứ ở mỗi một tháng đó. Thì hàng xóm người ta thấy tại sao mà mẹ chồng nuôi dâu mà bởi một tháng bắt làm á, thì về đòi lại về thằng trai cô là chồng của nó, con về hỏi lại mẹ sao mẹ ngày đi mẹ nhà mẹ để vợ con làm vậy, mà cô đâu có biết, cô đâu có biết là con dâu làm như vậy, người ta thấy cho cô không thấy để ý. Nghe con nói vậy tức bực, mình không có đâu. Cô tức cô bực tủi là cô buồn, mở tivi thì cô thường ngày cô coi là cô biết cô tiếp thu. Bữa đó là cô không tiếp thu được, cứ năm là cô ở dậy thôi, cứ dậy coi hoa vậy. Để 9 giờ đi ngủ đâu có được. Tức quá trắng quá tờ lại. Đến 2 giờ sáng cái ông xã nói, sao bà quậy quá. Mai sao tôi đi làm nổi. Nói, mẹ không có cổ ý. Hai mẹ con bữa đó cũng nói qua nói lại, nói là con không có nói, mà mẹ cứ nghĩ là em nói, chứ phải hàng xóm nào nói. Mẹ hiểu lầm em, mẹ giận em, bữa đó mẹ không làm gì hết luôn, không nấu cơm, không mua đồ ăn sáng gì luôn. Em bực bội giận hờn vậy đó. Sau đó làm sao để mẹ tinh lại? Cái sau thì vô thầy dâu cho là ôm chậu cho bố. Lúc đó là hết rồi, hết quên giận hờn hết cái gì là... thương chồng nội lắm. Nói chung người lớn tuổi thì hay có những cái tự ái và suy nghĩ. Thành ra con trai ruột trong nhà hoặc là cô dâu thì cũng nên gọi là chia sẻ và hiểu được cái điều đó thì chắc chắn mẹ chồng sẽ rất là vui ha. Thôi. Hôm nay có một cái vấn đề là ông chồng á ngại lên truyền hình là có gửi một lá thư kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi đến mẹ và vợ. Biết mẹ và vợ được tham gia chương trình con vui lắm. Mẹ và vợ cố lên nha, đừng có rung quá, nói không được là quê lắm mà nghe. Hi hi hi. Con là đứa con trai duy nhất của bố mẹ nên rất được yêu thương, nhưng từ khi có dâu, có vợ, có con, con đã san sẻ bớt cái tình yêu thương của con đi rồi. Con không ghen tị đâu mà con sung sướng nữa. Công việc của con lâu lâu là phải nhậu nhẹt, nhiều khi nóng tính làm cho mẹ và vợ buồn. Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Anh rất hạnh phúc khi có vợ bên cạnh. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ đừng có buồn con nha.
em ơi, anh cũng điều nhiều điều sai với em lắm. Có gì á thì em hãy nói thẳng với anh nha, đừng có giấu, nhiều khi anh không có biết đâu. Đối với con á, mẹ và vợ tuyệt vời lắm. Anh thương em nhiều, thương mẹ nhiều. Hết. Đây là những cái tình cảm mà ông xã em đã gửi gắm vào đây. Có bao giờ ông xã nói những cái lời này với em chưa? Nói chung thì ông xã em ở nhà này, cái tính của anh cũng hay nóng, nói chuyện thì cũng hay cục nóc mà không có biết cách nói để cho người ta vui lòng đâu. Nhưng mà sống chung thì cũng hiểu được cái tính của anh. Anh không có mấy khi mà thổ lộ rồi nói chuyện ngọt ngào được như vậy. Hôm nay em nghe thì em thấy vừa đi nghe về việc cô vậy, vừa đi nghe về việc con là thương mẹ đó. Cảm ơn câu chuyện chia sẻ của mẹ con rất là nhiều. Hôm nay thì cô có mong muốn thay đổi điều gì cô con dâu mình không? Có. Cô muốn con dâu thay đổi bớt yêu chồng yêu con. Thôi thôi không được. Yêu chồng yêu con thì phải yêu rồi. Yêu bớt bớt đi. Để đừng ạ. Chiều. Bớt chiều. Bớt chiều. Bớt chiều đúng không? Vợ chồng thương nhau cũng chiều một chút. Nhưng mà lo vẫn lo sức khỏe. Còn em có muốn mẹ chồng thay đổi điều gì không? Dạ, em mong muốn là mẹ bớt mê tivi lại. Coi mà quên ăn, quên ngủ luôn. Không nghĩ gì tới bản thân luôn á. Rồi mong muốn mẹ giữ gìn sức khỏe để sống với con mấy cái. Tại vì mẹ chỉ có mình ăn là nỡ mẹ có bận hoạn gì này kia thì cũng tội cho ăn á. Nên là em mong muốn là mẹ lo sức khỏe của mình. Rồi, hai mẹ con ôm nhau đi nào. Hứa gì với mẹ đi. Tại là mẹ thương con. Mẹ thương con. Qua chương trình thì em cũng hứa với mẹ là mai mốt con sẽ bớt chiều chồng chiều con lại để làm theo ý mẹ cho mẹ vui lòng.